bắp tay nhìn cho ngon nè. Đúng lên đấy. Đúng rồi, ngon quá em ơi. Chụp xong về liền nha. Đúng là món chính trong tiệc cưới luôn trời. Chụp hình cho mùa giải mới của đội thì hôm nay tụi mình đi chụp ở studio của Gaena thì tụi mình đang chờ tới lượt của đội mình để được chụp hình. Bên kia các bạn ấy thấy là easy đi kiếm được rất cúp rồi, còn lại thì mọi người đang ngồi đây chờ. Chúng mọi bạn có đi đá gì em thì người ta gọi em đi chơi nha. Đúng rồi. Tập với cường độ nhẹ rồi nghỉ ngơi về nhà ăn Tết. Thì sang năm mới thì mình muốn làm thay đổi mới với lại bản thân nên mình nhuộm màu tóc để cho sang năm mới thì mình sẽ được gặp nhiều điều tốt đẹp. Chứ không phải là nhuộm tóc để ăn Tết à? Không. Nghe đồn là năm nay không được về được về Tết. Rồi thì ở hồi xưa mình ăn Tết luôn. Thấy thi đấu cố gắng cùng mọi thứ rất là tốt nhưng mà hệ tiếc là không cố gắng mà vô địch được mua đầu tiên, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thì ở gắng thì cũng hãy đi quay đi chụp hình này nọ thì cũng vui, kiểu cả team đi thì đi. Giờ vẫn chưa có nói trước được điều gì nhưng mà mùa xuân thì mình tự tin sẽ là mùa của chúng mình. 2022 sẽ là mùa, sẽ là năm của Gam. Mình nói đơn giản vậy thôi. Như ở mùa đông thì mình có thể tiết lộ được là mình đã vắng mặt ở buổi chụp hình. Nhưng là lần này đi thì mình cũng chưa rõ là chụp bao lâu sẽ xong. Và nói chung là vẫn hơi mơ hồ. Mình vẫn mong chờ, vẫn kiểu đang thắc mắc nó bao lâu, mấy giờ sẽ xong này. Tạo dáng trước kính hả? Chưa. Cái đó hơi khó. Đây đã là một cái vlog cuối cùng của năm âm lịch rồi và mình xin cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Mình xin chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui. Bây giờ thì bye bye anh em.